thi thể nữ du học sinh Hàn Quốc đã trở về quê nhà trong sự thương tiếc của gia đình và người thân. Chiều ngày 3 tháng 11, thi hài nữ sinh Đinh Thị Tê, 21 tuổi, tử vong trong vụ thảm họa giẫm đạp tại lễ hội hóa trang ở khu Itaewon, Hàn Quốc về đến quê nhà tại xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. 14 giờ 15 phút chiều ngày 3 tháng 11, chiếc xe đưa thi hài nữ sinh Đinh Thị Tê, 21 tuổi, tử vong trong vụ thảm họa giẫm đạp tại lễ hội hóa trang ở khu Itaewon, Hàn Quốc về đến quê nhà. Kết thúc chuyến hành trình 3 năm ở xứ người, cuối cùng em Tê đã trở về với vòng tay người thân. Cha của nữ sinh bước những bước siêu vẹo đi về phía cổng, cánh tay run rẩy, ông chầm lấy chiếc á quan bên trong là thi thể đứa con gái anh yêu hơn cả mạng sống. Giờ phút con gái trở về nhà, chị Ngát, mẹ của Tê, cũng gắng gượng lao về phía con, khóc nấc đầy đau đớn, lúc con đi khỏe mạnh tươi tắn. Sao giờ con về lạnh ngắt thế này Tê ơi? Tỉnh dậy nói chuyện với mẹ đi con. 4 ngày qua, vợ chồng anh Quân, chị Ngát không hề chập mắt phút nào, chỉ đau đớn chờ mong con gái về nhà. Đêm qua, người mẹ đã gom lại từng bộ đồ con gái thường mặc trước khi sang Hàn Quốc du học. Ông vào lòng như muốn tìm chút hơi ấm của con còn động lại. Đồ còn đây nhưng giờ con gái chị thì đã ra đi mãi mãi. Những ngày qua, chính quyền địa phương cùng bà con hàng xóm cũng luôn túc trực, thay phiên nhau tới động viên và giúp ba mẹ Tê chuẩn bị tang lễ khi đón Tê về nhà. Được biết, nhờ sự nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, thi thể của Tê đã được đưa về quê hương như ý nguyện của ba mẹ em. Theo phần tang lễ của nữ sinh Đinh Thị Tê sẽ được tổ chức vào chiều ngày 3 tháng 11 và an táng tại nghĩa trang quê nhà vào ngày 4 tháng 11.